bừng nhận lại tài sản đánh rơi khi du lịch Quảng Bình. Sáng mùng 4 tháng 9, thông tin từ ủy ban nhân dân xã Cự Nấm, huyện bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, xã này vừa tổ chức bàn giao chiếc ví bị đánh rơi cho một du khách người Colombia. Chiếc ví này được anh Trần Đình Hưng, chú tại xã Cự Nấm nhặt được vào ngày mùng 3 tháng 9. Anh Hưng sau đó đã đến ủy ban nhân dân xã để trình báo và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội để có thể nhanh chóng tìm ra chủ nhân của chiếc ví. Sau khi mang chiếc ví nhặt được trình báo tại ủy ban nhân dân xã. Công an xã Cự Nấm đã kiểm tra tài sản trong gồm 7,2 triệu đồng tiền Việt Nam cùng một số ngoại tệ, hai điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên HL Vasser, quốc tịch Colombia. Nhờ những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội và thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Cự Nấm, du khách HL Vasser đã đến để nhận lại tài sản bị mất. Anh HL Vasser đã gửi lời cảm ơn trân trọng đến cá nhân anh Hưng, chính quyền địa phương và cộng đồng mạng đã nhiệt tình chia sẻ. Được biết thời gian qua, trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có nhiều trường hợp người dân nhặt được tài sản của du khách và mang trả lại những hành động này đã nhận được lời cảm ơn trân trọng từ phía du khách và nhiều ý kiến phản hồi tích cực của cộng đồng